Tôi đến với cái tranh đốt gỗ khoảng hơn 10 năm về trước. Khi có nhiều tác phẩm không ưng ý thì tôi bắt đầu đốt bỏ chúng. Và trong quá trình đốt đó thì tôi nhận ra là khi mình tiêu hủy thì mình đã tình cờ tạo cho chúng một cái cuộc sống mới, một câu chuyện mới cho chính công việc đốt bỏ đó. Sự kết hợp giữa lửa với vân gỗ đã tạo ra những cái đậm nhạt, những cái chi tiết như màu sắc rất là tự nhiên mà các chất liệu khác cũng khó thực hiện được. Và tôi tin thì trong nghệ thuật thì tính ngẫu nhiên là rất quan trọng, dù làm bằng bất cứ chất liệu gì. Khi khò lửa quá tay hay là tạo ra các chi tiết hòa sắc nó quá đậm hoặc là quá nhạt thì cũng khiến tôi sửa lại nó phức tạp hơn. Chính sự khó khăn đó khiến tôi cảm thấy thích thú hơn, khiến tôi bất ngờ về kết quả. Nhưng đôi khi cũng thất vọng vì không ra ý đồ như mong muốn. Thời trẻ thì cảm hứng sáng tác của tôi đôi khi phụ thuộc vào cái ngoại cảnh. Khi lớn thì vẽ nhiều hơn, thực hành nghệ thuật nhiều hơn thì tôi nhận ra là cái cảm hứng nó điều tiết được, không còn phải đợi cái sự ngẫu hứng như trước nữa. Hiện tại cái cảm hứng của tôi đã đến từ cái sự lao động miệt mài. Tôi cho rằng một người nghệ sĩ đích thực thì giống như một con ong, phải làm việc nghiêm túc và khắt khe với chính bản thân mình. Thực hành nghệ thuật liên tục sẽ tạo ra cảm hứng, và khi ta đặt mục tiêu sẽ khát khao đạt lấy nó.